điểm chính theo quan niệm của người Á Đông. Tầm nhìn quy hoạch đồng bộ và hướng tới lợi ích lâu dài cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đặt mục tiêu kiến tạo một không gian sống hoàn hảo với các dịch vụ và tiện ích đẳng cấp, đặt nền tảng cho một cuộc sống lý tưởng. TNT City Millennia khởi nguồn thịnh vượng.